Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Úc Chibi và hôm nay là video của ngày 31 tây tháng 1 năm 2018. Và đây là danh sách nha, đây là danh sách. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc thăm thôi. 1, 2, 3, mini game cho các bạn đặt hàng mini game cho thành viên của kênh. Hãy đăng ký thành viên của kênh để có cơ hội nhận một whisky miễn phí. Dèn 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 dèn. Bầm. Tinh 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 tinh. Tinh 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 tinh. Tinh 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 tinh. Lương Ngọc Ánh đã có kết quả trên tay. Chị xin chúc mừng đơn hàng Lương Ngọc Ánh đã trở thành đơn hàng may mắn của ngày 31 tây tháng 1 năm 2018. Yeah. Và đây chính là một cái whisky mặt cười chị xin gửi tặng cho Lương Ngọc Ánh nha. Chúc mừng em. Tiếp theo thì chị cũng xin được công bố các cái phần quà mini game dành cho các thành viên của kênh Bé Úc Chibi cũng như là kênh Vro Channel. Và đầu tiên đó là bạn Bọ Cạp Channel đã là người thành viên của kênh may mắn trúng cái mini game ngày 31 tây tháng 1 nha. Bọ Cạp Channel, chị xin chúc mừng em. Tuy nhiên chị gọi cho Bọ Cạp Channel thì chị chưa có được thông tin, cho nên chị tạm thời ghi như thế này. Hy vọng rằng Bọ Cạp Channel sớm cho chị thông tin họ tên, địa chỉ để chị gửi cái phần quà Wixi về cho em nha. Và đây là phần quà chị gửi tặng cho Bọ Cạp Channel nha em. Em nhớ cho chị họ tên, địa chỉ sớm nha. Tiếp theo là thành viên của kênh Road Channel. Trong cái video mà chị vẽ hướng dẫn cách gói bánh chưng ngày Tết thì trong đó bạn Lam Nguyễn đã xuất sắc trúng mini game của kênh Road Channel với câu hỏi trả lời các bước gói bánh chưng, và Lam Nguyễn đã trả lời rất là xuất sắc. Và dĩ nhiên một cái phần quà chị gửi tặng cho Lam Nguyễn đây, đó chính là phần quà xếp ngôi sao. Đó, chị chúc em sẽ có được thật nhiều ngôi sao may mắn như thế này nha. Chúc mừng Lam Nguyễn. Lam Nguyễn cũng giống như Bọ Cạp Channel, chị gọi không được thì hy vọng rằng Lam Nguyễn xem video và trả lời tin nhắn ở trên YouTube hoặc là gọi điện cho 0937899707 để cho chị họ tên, địa chỉ để giao quà nhé. Và rất mong các em hãy ủng hộ kênh Road Channel của chị, kênh mới của chị, với những cái tác phẩm vẽ rất là dễ thương, những câu hỏi mini game cũng cực kỳ đáng yêu, để cho các em vừa rèn luyện khả năng viết nè, rồi vẽ nè, và chơi rất là vui, lại có những phần quà nữa nha. Rất mong các em ủng hộ, đăng ký thành viên trên kênh Road Channel. Và bây giờ là đơn hàng đầu tiên của ngày 3, ngày 1 tây tháng 2 nha. Ngày 1 tây tháng 2 đáng lý là chị đã ngưng mini game rồi. Tuy nhiên chỉ còn có ngày 1 nè, ngày 2, ngày 3, ngày 4 nữa là shop nghỉ Tết. Hết ngày 4, qua ngày 5 là nghỉ Tết rồi. Còn có 4 ngày, cho nên là chị quyết định sẽ tiếp tục mini game trong vòng 4 ngày nữa nha. Cho nên các bạn thành viên cũng hãy tiếp tục xem coi là bạn nào trúng mini game ha. Còn bây giờ thì là Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 90.000 đồng. Đầu tiên thì là hai cái giá đỡ, mỗi cái 10.000. Một bịch móng tay hình hoa 5.000. Hai cái phụ kiện mới nè, mỗi cái 5.000 luôn. Rồi đến trứng lưới 10.000 đồng. Ụt. Ba cái kẹo hamburger thì mỗi cái là 2.000 đồng. Và cuối cùng thì là hai bịch kẹo nổ nữa nè. Mỗi bịch 3.000, ăn rất là vui. Đây là hàng của Úc và Hồng Kông kết hợp làm đó mấy em. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, 189.000. Đầu tiên gồm có một xốp dẻo và một slam xốp nè, và một xốp dẻo nha. Mỗi bịch là 5.000. Là một whisky panda 25.000, rất dễ thương. Còn đây là một whisky màng thầu. Đó, một whisky màng thầu 40.000 đồng. Rất đẹp, có chữ lớp nữa. Một whisky cá bụm 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 30.000 đồng, đem điều may mắn đến cho gia đình nha. Và cuối cùng thì là ba cái whisky 18.000. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Kem cây nè, kem viên nè, và một chú chuột. Tiếp theo thì Hồ Thiên Nhi ơi, đơn hàng 256.000. Gồm có ba nhân vật cướp biển ha. Hải tặc đầu tiên thì là Shopee. Luffy chứ. Đó, đầu tiên thì là nhân vật Luffy. Rồi đến là Shopee. Đây mới là Shopee nè. Và cuối cùng thì là Robin. Mỗi nhân vật như vậy là 32.000, rất là dễ thương. Đó. Tiếp theo thì là anh Ken đẹp trai 45.000 đồng, áo chấm bi quần lửng.
nha, ảnh rất là đẹp luôn, 45.000. Tiếp theo thì là búp bê mắt đá với cặp mắt long lanh, mặt rất là dễ thương, tóc vàng hồng, áo bạc kim tuyến lấp lánh nè, không phải kim tuyến mà nó ẩn ẩn á ha, rất là đẹp luôn, 35.000 nha. Và một tiểu thư nữa, đây một tiểu thư tóc vàng ống mượt luôn đó, mặc một cái váy hồng và một cây dù màu cam rất là xinh, 47.000. Tiếp đến Huỳnh Ngọc Diệu Minh, đơn hàng 150.000 đồng. Gồm có cái tủ lạnh đây, đây là cái tủ lạnh nha, 15.000 đồng 4 ngăn. Rồi đến là hai bịch móng tay nè, hình trái tim. Bên đây thì hình gấu nha, mỗi bịch 5.000, rất là đẹp. Wow, còn có là một cái phụ kiện giỏ xách nè, cũng 5.000. Còn đây thì là bộ đồ cho anh Ken, bộ đồ áo sơ mi nè, quần tây nè ha, may rất là đẹp luôn, 30.000 một bộ. Cuối cùng thì là cái bếp nhôm. Đó, bộ bếp nhôm có thể nấu ăn thật luôn, trời rất là vui luôn. Nhưng mà phải chú ý để bị phỏng tay và cháy nổ nha, 60.000 đồng. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Tô Đức Ngân, 63.000. Đầu tiên sẽ là bộ đồng hồ nha, và cái dây chuyền nè mấy em. Đó, cái dây chuyền có hình chú gấu ôm quả tim, đó, rất là dễ thương, 20.000 đồng. Rồi có thêm 5 cái kẹo hamburger nữa. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 nha. Thì 5 cái mỗi viên là 2.000. Và tiếp theo là đơn hàng của Lê Ngọc Phương Trinh, 241.000. Gồm có 5 búp bê mắt đá, mỗi búp bê như vậy là 35.000 đồng, rất là xinh đẹp luôn nha. Váy ngắn nè, váy xanh dài nè, váy trắng bướm nè, váy hồng nè và bộ đồ bay nha. Khuôn mặt thì cũng cực kỳ đáng yêu luôn nha. Đó, khuôn mặt rất là đẹp. Đó, 35.000 một búp bê. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ hơn nha, từng khuôn mặt của búp bê và mái tóc. Đó, rất là đẹp, 5 bạn ha, 5 mái tóc và 5 khuôn mặt, 5 cái váy khác nhau. Đó, rất là xinh nha, thấy không? Trời ơi, đẹp quá à, xinh lung linh luôn nha. Tiếp đến thì là vỉ giày 16.000 nè, đó có giày batin rồi nữa. Rồi đến là vỉ giày 17.000, 12 đôi nha. Tiếp đến là đơn hàng của Nguyễn Lê Thùy Vân, 113.000. Gồm có hai cái ba lô 15.000, cái thứ nhất là hoa văn thổ cẩm có hình vẽ cách điệu con voi. Đó, ba ngăn kéo. Được may rất là chắc chắn. Rồi đến là cái ba lô 15.000 bằng da trắng nè, đó. May rất là chắc luôn, rất là đẹp luôn nha. 15.000. Và cuối cùng thì là hai bộ đồ học sinh. Đây, hai bộ đồ học sinh thì mỗi bộ cũng là 25.000, được may rất là đẹp. Tiếp đến là Nguyễn Thị Thu Trang, 98.000. Gồm có trứng lưới xanh biển 10.000, một slam thùng phi xanh biển luôn 4.000, rồi một cái trứng lười màu vàng nha, Gretama 20.000 đồng, một két màu xanh lá. Đây, két xanh lá 10.000 đồng, rồi một cái xốp ha, một slam shop đỏ nè, 5.000. Cuối cùng thì là một cái mắt malo hương dâu, đó, hương dâu hình trái tim nè, mềm như whisky, rất là đẹp, ngon, thơm nha. Hạn sử dụng tháng 11 2018 lận nha. Và tiếp theo là đơn hàng Lê Thị Hương Trà, 205.000. Gồm có anh Ken mặc bộ vest đen 30.000. Rồi đến là ba bộ đồ cho anh Ken nha, bộ áo sơ mi nè, quần tây kaki ha, còn đây thì là cũng là áo sơ mi, rồi quần này, quần nó giống như là jean đen vậy đó. Rồi đây thì là áo thun đỏ và một cái quần jean lửng nha, mỗi bộ là 30.000, rất là đẹp. Cuối cùng thì là một búp bê mắt đá nữa, tóc trắng hồng mặc một cái váy trắng rất là đẹp luôn, 35.000. Hai bịch phụ kiện cho búp bê, mỗi bịch 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Khả Lam, 104.000. Gồm có hai bịch trang trí móng tay, mỗi bịch 5.000 đồng ha. Hình chim, rồi apple, bên đây thì là hoa. Tiếp đến là bịch móng tay 7.000, hoa, rất là đẹp nha. Rồi đến là hai kẹo hamburger, mỗi kẹo như vậy là 2.000 đồng. Rồi cái whisky panda và mặt cười nữa nè, cũng 25.000 cái, rất là đẹp. Và bây giờ thì là đơn hàng của bạn Kim Ngọc, 85.000 đồng. Gồm có là một cái bộ kit làm lam 50.000 và một đất sét Nhật 5.000.
Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Nguyên 90.000 đồng. Wow, cả một cây đất sét luôn, đủ màu hết luôn nha mấy em. Đất sét Nhật nè, 12 màu, đầy đủ hết các màu luôn, rất là đẹp, 60.000 đồng. Còn có thêm mấy cái cây này nè, để chúng ta quậy hoặc là cắt đất sét làm lam á nha. Tiếp theo, đơn hàng Nguyễn Thị Thanh Hương 123.000, gồm có hai quả trứng lưới, mỗi quả 10.000, một whisky cây kem 18.000 và một cái mặt cười 25.000, ăn kem. Rất là dễ thương. Cuối cùng là một cái trứng lười Detama 20.000. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Thùy Thanh Trúc 143.000, gồm có một cái bánh whisky donut đó, 40.000 đồng, rất đẹp. Tiếp theo thì là một cái bóp, một cái bóp con sư tử con. Chít 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 đó, sư tử hủy hoa, hủy hoa. Rất là dễ thương nha. Đây là cái bóp sư tử hủy hoa. Đó, sư tử con nè. Cái mặt rất là dễ thương nha mấy em. Đó, cặp mắt nè, có lông nè. Cái lông của nó nè, mịn, thật là mịn luôn. Mịn lắm nha. Phía sau nó có cái đuôi nữa nè. Tin 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 đó. Rất là đáng yêu ha, cái đuôi nè, ngoắc qua ngoắc lại. Và đây là cái bóp nha mấy em, cái bóp hình thú. Nó có giá là 70.000 đồng, rất là xinh luôn. Đó, đó cho nó nằm, à, chị đang cho nó nằm chơi ngoài sân. Tiếp theo là đơn hàng của Yến Nhi và mẹ Thùy Trang 163.000, gồm có hai búp bê mắt đá 35.000. Đó, khuôn mặt rất là đẹp ha, mái tóc vàng hồng, mặc một cái váy trắng lấp lánh. Còn bên đây thì là khuôn mặt dễ thương đó, mặc một bộ đồ bay sành điệu, mái tóc là nâu tím, cũng 35.000 luôn. Sau đó thì là một anh Ken nữa. Đây, anh Ken 30.000 đồng, mặc một bộ vest đen rất là sành điệu. Và hai cái giá đỡ nha, mỗi cái 10.000. Đó, phụ kiện nữa chứ. Đây là phụ kiện kiểu mới nè, phụ kiện giỏ sách nè, mỗi bịch là 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Hoàng Thị Tuyết 137.000, gồm có búp bê mắt đá 35.000 đồng, tóc trắng hồng, váy trắng rất là xinh đẹp nha. Rồi phụ kiện này giỏ bướm nè, rồi phụ kiện này là mấy bịch giày nè, thì tất cả đều là 5.000 đồng một bịch nha. Còn đây thì là cái tủ hồng của bạn Tuyết đó, tủ treo đồ, mấy ngọc kéo để phụ kiện, bàn trang điểm và có một Doraemon đang hủy hoa rất dễ thương, 62.000 nha. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Hoàng Quyên ở Cần Thơ 328.000, gồm có là cái bộ phòng khách nè. Đây là bộ phòng khách 60.000 đồng. Các em xem nè, có ghế sofa ha, có cái bàn để làm việc, các bàn tiếp khách, rồi laptop, rồi cái remote TV, điện thoại, đó, đầy đủ hết luôn nha. TV, khung hình, đầu đĩa âm ly và cả một cái bình hoa nhỏ nữa nè. Đó, 160.000 đồng nha. Rồi đến là 5 viên kẹo hamburger, mỗi viên là 2.000. Kèm theo là một anh Ken. Đây, anh Ken 45.000. Rất là đẹp trai nha. Và đây, cuối cùng thì là một cái vỉ phụ kiện nữa mấy em. Đây, vỉ phụ kiện 80.000 đồng ha. Có đầy đủ hết các cái loại luôn. Giỏ sách, tai phone rồi nè, tai thỏ rồi ha. Và bây giờ Nguyễn Thị Minh Tú ơi, Nguyễn Thị Minh Tú 181.000. Thì đầu tiên là Minh Tú có đặt ba cái bàn nha, ba cái bàn cùng màu với nhau, màu đỏ nè. Đó, rất là đẹp, 7.000 một cái. Sau đó là đến 6 cái ghế nha, 1 2 3 4 5 6. Đó, 6 cái ghế, mỗi cái là 5.000. Rồi đến là vỉ giày 100.000 với đầy đủ hết các kiểu giày nè, các em xem này nha. Đầy đủ hết luôn các kiểu luôn nè, tiên bướm rồi à, hoa, nơ, giày dây, giày và thể thao nè, thể thao trắng nè, giày ba tầng nè, đó, giày ba lê, rồi mấy đôi giày đen rồi nữa, rất là đẹp luôn nha, 100.000. Tiếp theo, Nguyễn Thị Yến Nhi ơi, đơn hàng 553.000, gồm có là 5 hũ slam thú nha. Thì mỗi hũ như vậy là 5.000 đồng. Đó, bên trong nè có cua, có tôm, có thằng lằn bạch tuộc ha. Rồi đến là 7 hũ slam lỏng nè. Đó, 4, 3 là 7 nha. Chơi rất là vui luôn, 4.000 một lọ. Tiếp theo thì là 5 slam nước ngọt. Đó,
mỗi hũ 5.000 nè, cái slam nước ngọt đợt này nó đẹp lắm nha. Đó. Rồi đến là cái giá đỡ 10.000, phụ kiện mới 5.000 một bịch. Một cái ba lô có cái hình giống như Chanel vậy đó, màu xanh, rất là chắc chắn, ba ngăn dây kéo, rất là đẹp, da dày mịn nha. 15.000. Rồi đến là hai slam chai bia nha, mỗi chai như vậy là 9.000. Ba bịch lam xốp, mỗi bịch là 5.000. Một bịch cát 10.000, màu hồng rất là đẹp và có cả hai cái trứng lưới nữa nè, mỗi trứng 10.000 luôn. Tiếp theo thì là ba bé khớp, đây bé khớp thứ nhất 25.000 đồng, màu cam ha, áo màu cam, túi Hello Kitty màu trắng. Bé khớp thứ hai cũng 25.000 đồng, váy màu tím, túi Hello Kitty màu hồng. Rồi đến bé Hello Kitty, ấy lộn, bé khớp áo màu xanh, à, túi màu hồng luôn. Thì ba bé, mỗi bé đều là 25.000 đồng. Khuôn mặt thì rất là dễ thương ha, có khớp và có túi, có dây chuyền nữa. Đó, rất là đẹp, rất là rẻ ha. Wow, còn đây thì có thêm 10 viên kẹo hamburger nữa, rất là ngon, mỗi viên 2.000. Tiếp đến thì là hai cái đất sét Nhật nha, mỗi bịch như vậy là 5.000 đồng nè, rất là vui chơi, rất là vui. Rồi bốn bịch ly chai nha, Aquavina nè, nước suối mà hai loại nha các em, loại này là Aquavina nè, chai này là chai Lavi nè, rồi C2 nè và Mirinda đó. Thì mỗi một cái bịch ly chai như vậy là 5.000 đồng, giống y thiệt luôn á. Tiếp đến thì là bịch bé nhí thời trang 7.000 đồng ha. Wow, áo nè, thay ra thay vô có túi xách nữa nè, rất là dễ thương nha, túi xách trái tim nữa đó. Và còn có là ba bịch giày, đây là ba bịch giày, mỗi bịch 5.000 đồng. Rồi đến là ba anh Ken áo vest đen, mỗi anh 30.000 đồng nha. Đây, anh thứ nhất, anh thứ hai, anh thứ ba, cả ba anh đều rất là đẹp trai mà chỉ có 30.000 đồng thôi. Tiếp theo thì là năm bịch chén nữa nè. Đó, năm bịch chén thì bên trong nó có chén, có ly, có bình nước, sản, muỗng rồi tùm lum hết nha. Thì mỗi cái như vậy là 3.000 đồng. Rồi đến là bịch heo Peppa Pig 5.000. Wow, và còn có cả ba bé nhí nón len. Đây các em xem, ba cô bé nón len này rất là dễ thương nha. Hi hi, xin chào mọi người. Màu tím, màu hồng và màu vàng, rất là đáng yêu nha, chỉ có 8.000 đồng một bé thôi. Cuối cùng thì là bịch kẹo marshmallow 16.000 hương vani. Đó, hẹn sử dụng thì còn rất là xa luôn nha. Và còn có cả vỉ tiền 40.000 đồng ha. Có rất là nhiều loại tiền luôn, các em xem nè, nhiều ơi là nhiều luôn nha. Đó, 2.000 một bịch, còn một vỉ như vậy là 40.000 đồng. Chúng ta có thể chơi buôn bán, chơi gửi ngân hàng, học cách sử dụng tiền, trao đổi tiền với nhau nha. Một bài học rất cần thiết. Và bây giờ thì là đơn hàng của Nguyễn Thị Thiên Thanh 101.000. Thì bạn đã có đặt là một cái whisky dưa hấu, rất là đẹp, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Nhìn là muốn ăn luôn á, nhưng mà đây là whisky thôi. Và một cây kem nữa nè, đó cây kem dứa, cũng ngon, tuyệt vời luôn, 18.000 ha. Còn cái whisky này thì 50 nha mấy em. Đó, miếng dưa hấu nhìn thèm quá ha. Và bây giờ là đơn hàng của bạn Lường Ngọc Ánh 230.000 đồng. Yeah, và đây là đơn hàng may mắn của ngày hôm nay. À, đầu tiên chị xin gửi tặng cho Lường Ngọc Ánh một whisky mặt cười nha. Xin chúc mừng các em. À, xin chúc mừng Lường Ngọc Ánh chứ. Còn các bạn thì nhớ điền số 230000 để tham gia mini game nha. Và đây đầu tiên thì bạn Lường Ngọc Ánh là có đặt là 5 cát luôn. Đó, 5 cát đủ màu hết này, 1 2 3 4 5. Đủ màu hết, rất là đẹp nha, mỗi bịch 10.000. Tiếp theo thì là 5 ly chai nước ngọt. Đây, Mirinda nè, 7up nè, C2 nè, Aquavina và Coca-Cola nhé. Đó, các em thấy không? Rất là đẹp luôn, mỗi chai như vậy là 5.000 đồng nha. Rồi thêm là 5 cái mặt cười. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mỗi cái như vậy 5.000, rất là dễ thương. Và 5 chai nước ngọt nữa nè mấy em. Đó, 5 lon nước ngọt, mỗi lon là 9.000 nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn ha, đúng không? Rồi tiếp theo, đó, mỗi chai 9.000 đủ màu hết luôn á. Nè các em xem nè, đủ màu hết luôn. Xanh, đỏ, cam, vàng, cam, đỏ nè, tím nè, xanh lá nè, xanh dương nè,
bạn này là màu vàng, bạn cam ha. Và cuối cùng á thì bạn này còn có đặt là móng tay. Thì bạn lườm ánh có đặt tới 17 cái móng tay lận nha các em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nha. Với đầy đủ hết các hình luôn. Nè, bông hoa, mặt cười, gấu, rồi trái tim, đồ vân 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 luôn. Và đơn hàng của Lương Ngọc Ánh cũng đã kết thúc video kiểm hàng ngày hôm nay của chị. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở video sau nha. Bye bye.